mình tên là Kim Hoài, hiện tại mình là ca sĩ tự do và cũng rất là vui khi đã được lựa chọn Thẩm mỹ viện Thứ Nga cũng như là Sài Gòn Bắc để là nơi mà Kim Hoài có thể là người đóng sắc đẹp của mình tại đây, tại vì Thẩm mỹ viện Thứ Nga có rất là nhiều các dịch vụ mà chất lượng rất là tốt, thì Kim Hoài đã sử dụng những dịch vụ trải nghiệm, những dịch vụ ở đây thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Đặc biệt là có dịch vụ chăm sóc da với rất là nhiều các bước, cũng như là nhân viên của Thẩm mỹ viện Thúy Nga của chúng ta cũng rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì có bóng trắng này, cũng như là các dịch vụ khác của tóc thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Mong muốn rằng Thẩm mỹ viện Thúy Nga của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với Thẩm mỹ viện Thúy Nga và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm.